khổ của loài thoát khỏi khổ đau. Câu chuyện hiếu thảo của tôn giả Mục Kiền Liên đã trở thành duyên khởi cho lễ hội Vu Lan. Hôm nay, ngày 12 tháng 7 năm Quý Mão, thể theo truyền thống ấy, noi gương vạn cổ hiếu hạnh muôn đời của tôn giả Mục Kiền Liên, hàng Phật tử chúng con tề tụ về đây tại đạo tràng chùa Giai Lam, gọi lòng trong sạch, sắm sửa trai nghi, thành tâm dâng lên cúng dường mười phương tam bảo, thử đến dâng cúng hiện tiền tăng, vì nhớ nghĩ đến ân từ bi tế độ. Sau nhờ quý ngài nhất tâm chú nguyện để cổ huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời được nương nhờ vào oai lực này mà tránh xa đường dữ, quay về cõi lành. Cha mẹ hiện tiền được phước thọ tăng long, biết nương tam bảo. Kính bạch chư tôn đức chứng minh, hôm nay pháp sự tùng duyên, nương vào sự gia hộ của hồng ân tam bảo, nhờ đạo lực chú nguyện của chư tôn đức tăng ni và sự trợ duyên của quý đạo hữu ân nhân Phật tử gần xa, chùa Giai Lam khởi tâm kiến tạo tôn tượng nhị vị thánh tăng A Nan và Ca Diếp nay đã thành tựu. Nhân pháp hội Vu Lan trang nghiêm và thanh tịnh, nhờ vào đạo lực tu tập của chư tôn đức tăng ni trong 3 tháng an cư, chúng con cũng xin thành tâm cung thỉnh quý ngài đại từ mẫn cố, vì hàng đệ tử chúng con mà khai đàn sái tịnh, an vị tôn tượng nhị vị thánh tăng tại nơi đại hùng bảo điện, để tâm nguyện chúng con được thập phần viên mãn. Đó cũng chính là lý do của pháp hội ngày hôm nay. Kính bạch chư tôn thiền đức chứng minh, sau đây chúng con xin được thông qua chương trình buổi lễ hôm nay như sau. 1. Cung nghinh chư tôn thiền đức quang lâm. 2. Niệm Phật cầu gia hộ. 3. Tuyên bố lý do giới thiệu chương trình và thành phần tham dự. 4. Nghi thức cài hoa hồng. 5. Đọc cảm niệm về cha mẹ. 6. Phúc sám hối. 7. Nghi thức dân y. 8. Đạo từ của chư tôn đức chứng minh. 9. Nghi thức sám Vu Lan và an vị tôn tượng thánh tăng. 10. Cúng dường trai tăng và hoàng mãn. Kính bạch chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử đến chứng minh và tham dự buổi lễ hôm nay, đạo tràng chùa Giai Lam chúng con vô cùng hạnh phúc được cung đón sự quang lâm của chư tôn thiền đức tăng ni. Về phía chư tôn đức tăng, chúng con xin được cung kính giới thiệu sự hiện diện của Thượng tọa Thích Thiện Nhân, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Hà Tĩnh, Phó Ban Văn hóa Phật giáo tỉnh, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo huyện Thạch Hà, trụ trì chùa Thanh Quang. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Tâm Quyền, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Đạo tràng chùa Phúc Hải. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Tâm Như, Chư Tăng chùa Hoằng Pháp. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Đại Đức Thích Tâm Lực, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử Đạo tràng chùa Giai Lam, Trưởng Ban tổ chức đại lễ ngày hôm nay. Chúng con cũng xin được giới thiệu sự hiện diện của chư tôn đức tăng là trụ trì các cơ sở tự viện trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh. Chúng con xin được cung kính giới thiệu chung. Về phía chư tôn đức ni, chúng con xin được cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Diệu Tỉnh, trưởng phân ban ni giới tỉnh Hà Tĩnh, Chánh Duy Na Hạ Trường Ni, trụ trì chùa Kim Liên. Chúng con cũng xin được cung kính giới thiệu sự hiện diện của chư tôn đức ni tại hạ trường Cam Sơn. Chúng con xin được giới thiệu chung. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, và chúng con cũng không quên giới thiệu sự hiện diện của hơn 1.000 quý Phật tử đã trở về chùa Giai Lam tham dự buổi lễ ngày hôm nay. Xin đại chúng hãy dâng cao một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng sự có mặt của tất cả chúng ta ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh,
Kính thưa toàn thể quý Phật tử, truyền thống bông hồng cài áo đã có mặt hơn 60 năm và dần phổ biến khắp nơi trên đất nước Việt Nam cũng như trên thế giới. Năm 1962, khi ở độ tuổi 36, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã cho ra đời một đoạn văn nổi tiếng mang tên Bông Hồng Cài Áo. Đoạn văn này trình bày một triết lý sâu sắc của Đạo Phật trong việc thực hành chánh niệm, tỉnh thức để nhận diện hạnh phúc có mặt bây giờ và ở đây bằng hình ảnh tiêu biểu của tình mẫu tử. Lấy cảm hứng từ một bông hoa cẩm chướng màu trắng được một bạn sinh viên Nhật Bản cài lên ngực áo, một ý tưởng hết sức độc đáo xuất hiện trong ngày, và để rồi vào ngày rằm tháng 7 năm đó, lễ bông hồng cài áo đầu tiên được tổ chức tại chùa Xá Lợi, thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, nghi thức bông hồng cài áo đã trở thành một điểm đặc sắc không thể thiếu trong lễ hội Vu Lan. Sau đây, chúng con kính thỉnh chư Tôn Thiền Đức Chứng Minh và toàn thể quý Phật tử cùng lắng nghe ý nghĩa cài hoa hồng. Trân trọng kính mời Phật tử Nguyên Giang tuyên đọc ý nghĩa cài hoa hồng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư Tôn Đức, vì lý do khách quan nên MC chưa đến kịp nên chúng con sẽ đại diện đạo tràng đọc ý nghĩa cài hoa hồng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiểu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Kính bạch chư Tôn Thiền Đức Chứng Minh, kính thưa quý liệt vị, ai trong mỗi chúng ta có mặt trên cõi đời này cũng đều hạnh phúc và may mắn vô cùng, vì có cha có mẹ, thọ bẩm vẹn toàn từ hai di chất. Ta mang trong ta hình bóng và dạng dấp của hai đấng sinh thành. Cha tiếp sức cho ta lý trí, nghị lực và niềm tin, giúp ta vững vàng đứng lên bước vào đời dù muôn ngàn chông gai thử thách. Mẹ vun đắp cho ta con tim dịu dàng từ ái, giúp ta rộng lượng, bao dung và đồng cảm với cuộc đời. Cha cho ta dòng nhiệt huyết nồng nàn, ý chí hiên ngang để thẳng tiến xa về phía trước. Mẹ cho ta dòng sữa thơm ngọt ngào, còn tiếng yêu thương để sớt chia nghĩa cử với tha nhân. Cha lo lắng cho ta từ manh ảo chén cơm, sẵn sàng vượt núi trèo non, bất chấp mọi nguy hiểm gian nan, để có thể mang về cho ta mọi điều mà ta mong muốn. Người chỉ vui khi thấy ta bình yên và vô sự, chỉ an lòng khi thấy ta hồn nhiên chạy nhảy vui cười. Mẹ mang nặng đẻ đau, 9 tháng cô mang, 3 năm ấm bồng. Mẹ nhường cho con bùi ngọt, đắng cay phần mình. Mẹ quan tâm, chăm sóc, mẹ lo lắng cho ta đủ điều,
người có thể đi sớm về trưa, buông tảo bản tần, một sương hai nắng. Dù phải mòn hơi kiệt sức, sau mẹ chỉ vui khi thấy ta vui. Đến khi lớn khôn, cha mẹ lại cho ta đến lớp. Người đã giúp ta tiếp xúc với thầy, với bạn, để ta có thể học hỏi được những điều hay, lẽ phải từ cuộc đời, hoàn bị cho ta một vốn hành trang vững chãi đi vào đời. Thương con, mẹ dệt niềm tin cho con ăn học, cho mình ước ao. Nỗi lo mẹ còn thêm vào, tuổi xuân tươi đẹp mẹ trừ bớt ra. Bao lo lắng suy tư đã làm cho mái đầu xanh của người pha xương trắng. Những nhọc nhằn vất vả của cuộc đời đã làm quằn nặng cả hai vai. Nuôi con buông tảo bản tần, chỉ mong con lớn nên thân với đời. Những khi trải nắng trở trời, con đâu mẹ đứng ngồi không yên. Trọn đời vất vả triền miên, chạy ló bác đạo đồng tiền núi con. Suốt cuộc đời này dường như cha mẹ chỉ biết sống cho ta, vì ta tất cả. Dẫu phải đánh đổi hay chịu đựng bất cứ điều gì trong cuộc sống, người cũng bằng lòng chấp nhận, chỉ mong sao cho ta hạnh phúc yên vui. Đến một sớm mai nào, trong giọt nắng bình minh, ta vươn vai lớn lên trưởng thành và chững chạc. Ta ngẩng cao đầu hướng về phía trước, từ bỏ mẹ cha để rong ruổi tha phương. Ta đã nghe tiếng gọi của lời dân, tháp tùng theo hồi hè của bè bạn, thâu đêm suốt sáng. Vậy mà ta có nghe đâu tiếng cha can, lời mẹ dỗ. Ta bỏ mặc ngoài tay những khuyên răn từ ái của mẹ già. Ta đi rồi, cha bắt đầu bồn chồn lo lắng, thao thức canh thâu. Người dõi theo tin tức của ta vẫn đời, vẫn trong, dù biết rằng bạc phố âm tính. Mãi mùa qua, dòng nước sông quê hết rồng lại lớn. Những người vẫn còn chờ đợi, vẫn tin một ngày kia ta sẽ biết quay về. Ta đi rồi, mẹ nhớ thương ta. Cứ mỗi chiều về, người thường tựa cửa, nhìn những cánh chim đang bay bạt ngàn trong gió. Mắt mẹ buồn vời vời dõi xa xăm. Mẹ nhớ từng tiếng nói của con, trong đời từng bước chân con sẽ tìm về nơi mái ấm nhà xưa, dù chỉ một lần trong khoảng chốc. Vậy mà đã mấy mùa trăng tròn rồi lại khuyết, người vẫn ngồi trong mong ngóng chờ ta theo nhịp bước của thời gian. Ta quên mất thềm xưa dáng mẹ ngồi chờ, giọt nước mắt già nua không ửa nổi. Ta mải mê trên bàn chanh rong ruổi, mắt mẹ già thầm lặng dõi sau lưng.
Rồi một lúc nào đó, sau nhiều năm xa quê bôn ba ngược xuôi, chợt bồi hồi nghĩ tưởng về cha, về mẹ. Ta như muốn tìm về chút dư âm của ngày xưa thanh ải, muốn quay về đoàn tụ với gia đình, muốn nghe lại những lời dạy bảo ôn tồn, tuy nghiêm khắc nhưng từ ái của cha, muốn được ngủ say bên chiếc võng đông đưa trong câu hát ru à ơi ngọt ngào và bao dung của mẹ. Nhưng chắc gì ta còn có cơ hội, vì tuổi trẻ chiều của mẹ cha ngày càng chồng chất, thời gian cứ vùng vụt thổi qua, mỗi ngày qua con lại thấy ngẩn ngơ. Ai níu nổi thời gian, ai níu nổi thời gian. Con mỗi ngày một khôn lớn, mẹ mỗi ngày thêm già cỗi. Hành trình thầm lặng phía trước hoàng hôn, chiều nay trong gió bức lạnh lùng, ta trở về thăm mẹ cha ta. Mãi hiên xưa vẫn hiu quạnh cố lưu, vội vội một góc vườn như nhớ nhung và buồn tủi. Nơi đó có hai đấng sinh thành đã vì ta nhiều năm trong đời, nơi mà đã một thời mẹ cha đã nuôi ta khôn lớn, chắc chiêu gọi ghẻn bao nghĩa tình cho ta. Nhưng lỗi nhỏ ngày xưa giờ sau rêu xanh mờ xóa dấu, mảnh xanh vườn trước giờ cỏ dài đã mọc đầy, cạnh cổng vẫn khép hờ, nhưng ngôi nhà sau vang lặng của mẹ ơi, mẹ ta đâu, cha ta đâu, tất cả bỗng rơi vào không gian im lặng. Ta nhìn ra rõ trước vẫn bỗng cha, ta tìm lỗi vườn sau cũng không gặp được mẹ. Đấy là chiếc ảo của cha, kia là chiếc khăn len của mẹ. Kỷ vật ngày nào vẫn còn nguyên đỏ, vậy mà bỗng xưa giờ đã khuất nơi đâu. Ta mất mẹ rồi ngày tháng lê thế, trong ảo giác ta tìm đâu ra thực nữa. Quê xưa buồn quặn quẽ, vắng bóng mẹ hiền ơi. Chuỗi ngày thơ ta đong đầy kỷ niệm khôn nguôi, đã sớm vụt khỏi tầm tay trong khoảng khắc. Ta ngước nhìn khoảng không gian đêm đường vạn phách, như hình ảnh mẹ hiền đang chậm chờn phía trước đợi chờ ta. Kính lạy cha, kính lạy mẹ, có phải con quá hững hờ vô tâm lắm phải không? Con đã bỏ mặc mẹ cha ngày đêm sống trong cô đơn hiu quạnh, con đã vô tình lãng quên để dòng chảy thời gian cuốn mẹ cha về tận phương trời nào. Con không đợi một ngày kia mắt mẹ mới giật mình khóc lóc, những dòng sông trôi đi đã có từ bao giờ. Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt, chạy điên cuồng
quá tuổi mẹ già nua. Hôm nay về đây, xin cho con được quỳ trước mẹ, trước cha để lõi lời tri ân và tạ tội. Có thể mẹ cha đã không còn nữa, nhưng một đời đã vất vả vì con, vậy mà nghĩa ân kia con chưa lần nào nghĩ tưởng và đáp đền. Dẫu phải bắt đầu mọi thứ từ hôm nay, nhưng dù con có phòng thờ kính vâng cha mẹ đến suốt cuộc đời này, thì ân nghĩa kia sao con trả hết. Mẹ thương con giàu dạt, tình mẹ mênh mông như biển Thái Bình bao la vô tận. Cha mẹ cho con nghĩa tình sâu nặng, vời vời vút cao như núi ngất trời. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gian khổ cuộc đời không ai gánh nặng bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mấy trời lòng lòng không phụ kính công cha. Từng tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn, mang cả tấm thân gầy cha che chở cho con. Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Nếu còn mẹ, còn cha, xin bạn hãy vui lên và hãy tự hào rằng mình vẫn còn một vùng trời hạnh phúc. Hãy trân trọng cài lên ngực áo một đóa hoa hồng. Màu hồng của sự thương yêu như màu mẫu trong tim mà mẹ cha đã vắt cạn một đời hy sinh vất vả. Màu ấy như một màu nhắc nhở rằng phải nhớ về cội nguồn, về thâm ân to lớn của mẹ cha mà phải gắng phụng dưỡng và đáp đền. Màu hồng nhớ, màu hồng thương, màu hồng đã gói tròn vẫn vương bởi những lo lắng từng tảo suốt cả một đời cho ta, vì ta tất cả. Xin bạn hãy giữ, đừng bao giờ làm phai nhạt như ấp ủ nâng niu tình thương yêu của hai đấng sinh thành. Và nếu bạn bất hạnh vì mất cha mất mẹ, xin hãy lặng lẽ cài lên ngực áo mình một đóa hoa buồn trinh trắng. Bạn hãy cài hoa và hướng nguyện về mẹ cha mình với những gì cao cả và thiêng liêng nhất. Nam mô Duyên Khởi Đại Hiểu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Chúng con thành kính tri ân Phật diễn đọc ý nghĩa cài hoa hồng vừa rồi của Đại Đức Tâm Lực. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Chứng Minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, để tưởng nhớ đến thâm ân của chư Phật, công ơn giáo dưỡng của thầy tổ, công lao sinh thành dưỡng dục của mẹ cha, ân đất nước đồng bào, ân chúng sanh vạn loại, ân hy sinh cao cả của chư vị thánh tử đạo, các bậc tiền bối hữu công, anh linh chiến sĩ đã vì quốc vong thân cho hòa bình và hạnh phúc. Trong giây phút thiêng liêng này, chúng con thành kính đê đầu đảnh lễ
cung thỉnh chư tôn thiền đức chứng minh cùng toàn thể quý Phật tử đồng đứng lên chắp tay trang nghiêm, lắng động tâm tư thật thành kính, nhất tâm tưởng niệm. Phút tưởng niệm bắt đầu. Phút tưởng niệm trôi qua. Kính bạch chư tôn đức chứng minh, kính thưa đại chúng, hoa hồng thắm màu vàng y rực rỡ, nhớ về người che chở suốt đời con. Dù hôm nay con khoác áo nâu sồng, tình mẫu tử con hoàn toàn ghi nhớ. Những đóa hoa màu vàng thắm tượng trưng cho sự thoát tục thanh cao của những bậc xuất trần thượng sĩ đối với mẹ cha vô cùng thiêng liêng và cao cả. Với chiếc áo nâu sồng giản dị thanh bần, các ngài đã thầm lặng dâng tặng cho đời bao niềm hạnh phúc an vui. Cũng trong chiếc áo nâu sồng ấy, các ngài đã âm thầm trả ơn cho cha mẹ vô cùng tôn kính và thiết tha. Hôm nay mùa báo hiếu lại về, chúng con mạn phép được cài lên chiếc huỳnh y quý ngài những đóa hoa vàng thắm để một lần nữa cảm nhận sự vô biên trong tình thương của cha và của mẹ. Xin mời các bạn trong đoàn cài hoa hồng tiến lên cài hoa cho chư tôn đức. Chúng con xin tri ân chư tôn đức và kính thỉnh chư tôn đức an tọa. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, cầm đóa hoa trên tay cài lên ngực áo, xin quý vị hãy quán tưởng rằng trong mỗi bông hoa đều có hình ảnh dịu hiền của mẹ, trong mỗi bông hoa đều có hình ảnh nghiêm nghị của cha. Từng cánh hoa là từng giọt nước mắt, từng giọt mồ hôi sớm hôm tảo tần của cha, của mẹ. Cha mẹ dù đã mất hay còn, nhưng người vẫn đang hiện hữu trong chúng ta qua hơi thở, qua nhịp đập trái tim, qua dòng máu đỏ tươi đang lưu thông trong huyết quản. Xin hãy hướng nguyện về cha mẹ bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất. Xin mời các bạn trong đoàn cài hoa cho quý quan khách và quý Phật tử.